Cùng i Channel tìm hiểu về cây huy hoàng trong phong thủy, một ý nghĩa phong thủy của cây huy hoàng. Cây huy hoàng thường được trồng thành khóm trong các chậu nhỏ, dùng để trưng bày, trang trí trên bàn làm việc của giới văn phòng. Cây có vẻ ngoài cuốn hút với những chiếc lá to bản màu xanh pha trắng lạ mắt thân cây màu xanh bóng. Mỡ màng, cây dễ trồng, dễ chăm sóc, có khả năng phát triển tốt trong môi trường nhà kín nên rất thích hợp dùng làm cây nội thất trang trí trong văn phòng làm việc cây huy hoàng có lá nhiều đốm trắng, vàng là cây thuộc hành hỏa nên đây là cây tương hợp với người mệnh hỏa. Người mệnh này bày cây huy hoàng trên bàn làm việc có tác dụng thu hút tiền tài, may mắn cho chủ nhân. Giữ cho cây huy hoàng luôn tươi tốt sẽ có ý nghĩa là giữ cho các luồng khí luôn vượng, công việc nhờ vậy được hỗ trợ thuận lợi. Xuôi trèo mát mái, cây huy hoàng còn hợp với người mệnh thổ, cây thuộc hành hỏa mà hỏa sinh thổ nên cây mang ý nghĩa tương sinh với người mệnh thổ. Cây huy hoàng không chỉ có vẻ ngoài hấp dẫn mà còn có nhiều ý nghĩa, nên bày trí cây huy hoàng như thế nào trong phòng làm việc cho hợp lý. Đẹp mắt và đem lại tài lộc, may mắn cho gia chủ. Hai Cách bài trí cây huy hoàng trên bàn làm việc Cây huy hoàng được trồng thành từng cụm trong các chậu xứ nhỏ hoặc trồng thủy sinh có kích thước vừa phải rất thích hợp để bày cây trên bàn làm việc. Bày một cây huy hoàng trên bàn làm việc không chỉ mang ý nghĩa để trang trí cho góc làm việc thêm sức sống mà loại cây này còn có tác dụng thanh lọc không khí rất tốt. Theo nhiều nghiên cứu, cây huy hoàng có khả năng hút các khí độc trong môi trường nhiễm bẩn, làm sạch không gian sống, ngoài ra cây có thể khử tia bức xạ từ máy tính, điện thoại, cây huy hoàng dạng thân thảo. Thân cây màu trắng hồng, lá cây hình quả trứng có nhiều màu sắc như màu xanh, vàng hoặc đỏ điểm những chấm li ti màu vàng nhạt. Trông rất bắt mắt, cuống lá dài, mảnh có màu trắng, vàng đến hồng đỏ, toàn thân cây toát lên một vẻ đẹp lạ mắt rất cuốn hút, đặc biệt là màu sắc lạ của lá khiến người ngắm cảm thấy thú vị, giúp giải tỏa căng thẳng sau những thời gian làm việc mệt mỏi. Cây huy hoàng còn có hoa nở màu trắng hoặc màu xanh khiến cho cây càng thêm cuốn hút. Một chậu cây huy hoàng nhỏ sinh bầy trên bàn làm việc sẽ giúp cho không gian như được tô điểm thêm sức sống. Màu xanh của lá, những màu vàng, trắng điểm xuyết khiến cho cây như một điểm sáng nổi bật giống như tên gọi huy hoàng của nó. 3. Bài trí cây huy hoàng trong góc phòng làm việc. Ở vị trí này bạn có thể chọn những cây huy hoàng được trồng trong các chậu xứ dạng đứng. Có chiều cao từ 80 đến 100 cm là thích hợp nhất. Vẻ đẹp nhẹ nhàng của cây đem lại cho không gian văn phòng sự nhẹ nhàng. Tinh tế, cặt cây ở vị trí này còn giúp thanh lọc không khí, nhất là các khí độc hại thoát ra từ những thiết bị điện tử trốn văn phòng. Khí độc của khói thuốc lá, với nhân viên văn phòng, bầy cây huy hoàng trong phòng làm việc có tác dụng như tấm bùa hộ mệnh giúp thu hút tài lộc và may mắn đến cho mình. Cây huy hoàng khi được chăm sóc tốt sẽ luôn giữ màu xanh tốt, điểm xuyết những chấm vàng. Trắng đẹp mắt khiến cho cây luôn rực rỡ, đặc biệt nếu cây nở hoa thì cây huy hoàng còn mang ý nghĩa là chủ nhân sẽ gặp điều may mắn. Tài lộc tấn tới, gia đình thịnh vượng, 4 bài trí cây huy hoàng ở quầy lễ tân, phòng tiếp khách. Cây huy hoàng được dùng phổ biến làm cây nội thất người ta thường dùng nhất là để các chậu cây huy hoàng trong phòng làm việc. Quầy lễ tân, bàn tiếp khách cây góp phần mang lại không gian sống xanh mát và trong lành cho mọi người. Đặt cây huy hoàng ở vị trí này vừa lịch sự, sang trọng vừa rất tốt cho sức khỏe, với vẻ đẹp khác lạ. Cây huy hoàng được đặt ở đâu thì đem lại ánh sáng và sự tươi mới ở đó. 5. Bài trí cây huy hoàng tại cửa sổ khung cửa sổ sẽ trở nên đẹp lãng mạn và tràn đầy sức sống với một chậu câu huy hoàng được đặt ngay bậu cửa sổ ánh nắng tự nhiên sẽ giúp cho cây luôn tươi tốt hiếm có loại cây nội thất nào lại sở hữu vẻ đẹp lạ mắt và cuốn hút như cây huy hoàng không chỉ vậy cây huy hoàng còn là cây có tác dụng cực lớn trong việc thanh lọc không khí giúp đem lại không gian sống trong lành tươi mát cho người ngồi làm việc giống như tên gọi Cây huy hoàng ngay từ cái tên cũng gợi lên sự sáng láng, rực rỡ, vẻ ngoài của cây cũng khiến người ta liên tưởng đến những gì tươi mới. Rực rỡ và huy hoàng, chính vì vậy, không chỉ có vẻ đẹp lạ mắt, cây huy hoàng trong phong thủy còn mang ý nghĩa rất lớn. Cây được cho là có thể thu hút tài lộc, may mắn và sự thịnh vượng cho gia chủ, i Channel là kênh update thông tin sản phẩm 24 phần 7. Vui lòng click nút đăng ký và nút chuông để theo dõi nhiều thông tin hơn nữa nhé.